Đây là intro nhá. Hey, Harry's here. Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm video này về một cái chủ đề có lẽ có rất rất nhiều người làm rồi, nhưng mà mình vẫn thích làm lại. Đấy là những điều mà bạn sẽ gặp phải khi đi du học. Cái điều thứ nhất mà bạn gặp phải ấy, đấy là các bạn sang đây thì các bạn sẽ bị lạc lối. Tại vì đơn giản thôi, các bạn đi sang đây mới tỉnh, chẳng có một ai hướng dẫn các bạn là các bạn phải làm gì, các bạn phải nói cái gì cả. Mình nhớ là cái lúc mà mình mới sang đây này, đấy, thế là mình đi một phát từ đây cho đến tiếp tận cái Ravala Street. Là nó cách đây khoảng độ 3 cây để mình đi để mình đi mua một cái đồ ăn, trong khi cái siêu thị gần nhất ở nhà mình nó chỉ cách mình có 800m thôi. Cái điều thứ hai mà các bạn có thể gặp phải ấy, đấy là các bạn sợ mất tiền. Cái đầu mình sang ấy, mình cảm giác là mình cầm trong tay khoảng độ 100 triệu tiền mặt. Cái mỗi lần mình đi ấy, thì lúc nào mình cũng phải cầm một cái túi này. Là cứ mỗi lần mà mình đi ra đường ấy, là mình phải đều phải mang theo cái túi đấy, dù trời nóng hay trời lạnh hay mưa bão hay mưa giông. Vâng, và xin chào mọi người, hôm nay là outfit của mình khi đi chợ. Cái ba lô, cái áo khoác rất là dày tại vì trời rất lạnh, và cái này để mình để tiền bởi vì mình không có thẻ. Mẹ mình bảo là để ra đằng trước thì mình sẽ không bị mất. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là outfit của mình khi đi chợ. Xin chào các bạn, mình đi đây. Nhưng mà không sao, dù gì các bạn cũng quen thôi. Và đến bây giờ thì tất cả những cái gì mà mình cần phải mang ra đường chỉ là anh bạn này. Ta-da! Đấy, quảng cáo luôn. Quảng cáo luôn nhá. Một vài cái thứ đồ linh tinh như này thôi, tất cả những gì mình cần. Cái này mình đừng tặng. Xong rồi, ngoài cái việc sợ mất tiền ra ấy, thì còn có cái việc đấy là đi siêu thị không biết phải mua cái gì cả. Các bạn tưởng tượng nó một đống thứ này. Hình như ngày trước mình có làm một cái video về mình đi siêu thị lâu rồi. Cười nó đi thẳng đầu đất. Mình đi mua thế mà mình mua được. Mình phải cân đo đong đếm rất là nhiều thì mình mới có thể mua được, có thể thông minh được trong cái chuyện đi siêu thị đến bây giờ. Hôm nào mình sẽ làm video về đi siêu thị nhá. Cái điều thứ ba mà các bạn có thể gặp phải ấy, đấy là các bạn buồn giàu suýt đã thì tự kỷ. Mình nhớ là cái đợt thời gian đầu ấy, thì cái lịch học của mình là nó chỉ có từ nó chỉ có từ thứ hai đến thứ sáu thôi, thứ bảy chủ nhật nó nghỉ, xong rồi trong thứ hai đến thứ sáu đấy lại còn được nghỉ thêm một ngày nữa. Thế là xong rồi mình không có việc làm ấy, thế là mình phải dậy. Xong rồi các bạn thì mình làm gì? Đi ngủ. Sau khi đi ngủ xong thì các bạn thì mình làm gì? Dậy tiếp, xem phim hay là giải trí các thứ, thì nó cũng chỉ một cái gì đấy bình thường thôi. Suýt nữa thì mình tự kỷ thật. Bây giờ mình đang nói trước camera như thế này, mình cũng nói một mình, nhưng mình không cảm thấy tự kỷ bởi vì video trước của mình có 200 view. Wow, thanks for your support. Mà phải nhắc đến cái việc đấy là mình ăn xong rồi nằm, ăn xong lại nằm ấy. Thế là mình rất là đau ở lưng này, xong rồi mình còn đau ở tim nữa. Tại vì mình buồn hơn chứ không phải mình đau tim. Buồn lắm. Đi học không vui đâu. Không, nhưng mà cũng vui nha. Cái điều thứ tư mà các bạn có thể gặp phải ấy, đấy là khi mà người ta hỏi tên các bạn. Thì hỏi tên này thì nó làm sao? Nói như này. Thế bạn là gì? Huy. Cái gì cơ? Huy. Huy. Cái gì cơ? Hay là
Huy. Nó giống như chữ huy ấy, nhưng mà nó là chữ H ở đầu. Huy nhá. Đó. Sao nó khó lắm phát âm thế? Thôi rồi, mình sẽ gọi cậu là Harry. Xin chào. Tên cậu là gì? Xin chào, mình là Crush. Crush. Các bạn thấy không? Just call me Harry then. Because it's me, Harry here. Xong rồi, có một cái điều thứ năm, điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đấy là mình như kiểu cảm giác như kiểu đang ở một hành tinh khác ấy. Tại vì mình chỉ biết tiếng Anh thôi. Hiện tại thì mình chỉ biết tiếng Anh thôi. Đấy, mình đã học một ít tiếng Estonian. Nhưng mà cái vấn đề là ngoài tiếng Anh ra thì ở đây còn có rất là nhiều người, nhất là những người đến từ Nga. Mỗi lần mà người ta đang mình nói tiếng Anh với người ta, xong rồi có một người đến và người ta bắt đầu nói bằng tiếng Nga ấy, thì hey, khỏe không? Đang làm gì đấy? Tao khỏe, còn mày? Đi đâu ấy? Sao chào Harry? Vadim, привет. Привет, Федь. Как дела? У меня все отлично, вот только с работы вернулся и сразу к тебе. Это хорошо. Как работа прошла? Как обычно, работаешь, сидишь, работаешь, отдыхаешь, работаешь, ковыряешься в носу. Ковыряешься в носу? Да. Это нормально. А за кем работаешь? Я работаю у отца фирмы, я проектировщик немного, вот, по совместительству музыкант. Вот. Музыкант? Да, вот здесь будет где-то внизу. Thật sự là mình không thể hiểu nổi, không hiểu được là các bạn đang nói gì cả. Nhưng lúc đấy mình chỉ muốn biết được tiếng Nga hoặc là tiếng gì đấy để mình có thể nói lại các bạn thôi. Nhưng mà... Xong rồi các bạn ấy nhìn mình với một con mắt kiểu thương hại. Harry không thể tham gia được câu chuyện này. By the way, đấy chỉ là một cái nói để cho vui thôi, chứ không phải là... Vâng, và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã support mình trong video trước và mong mọi người sẽ xem video này. Bấm subscribe, bấm chuông để có thể nhận được video mới của mình. Thêm nữa, đấy là mình rất cảm ơn mọi người đã góp ý và ủng hộ cho mình. Mong các bạn sẽ comment ở dưới đây để mình có thể có thêm những topic mới trong tương lai. Và một lần nữa, Harry's here. Xin chào. Peace.